I agree in fact. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2011. Chúng ta sẽ học mấy câu kinh Pháp Cú 276, 77, 78 và 79. Ngươi hãy tự nỗ lực, Như Lai chỉ thuyết dạy người thiền định tu tập thoát khỏi lưới ma quân. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là các hành là vô thường, tức là 277. Các hành là vô thường. Nhờ trí quán xét vậy sẽ nhàm chán thống khổ. Chính là đạo thanh tịnh. Và những câu 278 và 279, ba câu dưới này thì nó giống y nhưng mà câu trên này thì khác thôi. Câu 78 là các hành là thống khổ, nhờ trí quán xét vậy sẽ nhàm chán thống khổ. Chính là đạo thanh tịnh. Rồi câu 279 là các hành là vô ngã, nhờ trí quán xét vậy sẽ nhàm chán thống khổ. Chính là đạo thanh tịnh. Và các vị nhìn bốn câu kinh Pháp Cú này thì các vị thấy chúng ta chừng như chỉ học có hai câu thôi, phải không? Tức là học câu trên thôi, là ngươi hãy tự nỗ lực, Như Lai chỉ thuyết dạy người thiền định tu tập thoát khỏi lưới ma quân. Và câu phía dưới là các hành là vô thường, nhờ trí quán xét vậy sẽ nhàm chán thống khổ. Chính là đạo thanh tịnh. Rồi câu 278 là các hành là thống khổ, nhờ trí quán xét vậy sẽ nhàm chán thống khổ. Chính là đạo thanh tịnh. Câu cuối cùng các hành là vô ngã, nhờ trí quán xét vậy sẽ nhàm chán thống khổ. Chính là đạo thanh tịnh. Thành ra chúng ta học mà chúng ta học cũng rất là có lợi. Lựa cái câu nào học một câu thuộc được ba câu. Rất là dễ. Thế mà tôi cũng không dám tin tưởng mà ở đây có bị học thuộc lòng nữa đấy chứ, nói chị học nhiều phải không? Các vị ở xa đọc được. Có một hôm tôi đi dạy ở bên Sangha, không biết tôi ghi cái bài thơ chi đó không biết. Rồi có một bà cụ, bà hỏi xin thầy lặp lại. Tôi hỏi chứ cụ muốn tôi lặp lại để làm chi? Bà cụ đó nói tôi muốn thầy lặp lại để tôi ghi đàng hoàng tôi về tôi học. Hỏi cụ năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Nó năm nay trời thương tôi được 89 tuổi thưa thầy. Thế thì các vị biết rằng 89 tuổi mà còn rất là ham học. Ở đây ai 89 tuổi đâu? Chưa, chưa ai 89 tuổi cả. Thế nhưng mà các vị làm như các vị già lắm, không chịu ghi chép học, đó là một thiếu sót à. Phải không? Người ta 89 tuổi bà ngồi trên hàng đầu. Tại vì bà nghĩ rằng ngồi phía dưới xa thì không nghe. Và tôi rất là kinh ngạc, tôi tưởng đâu là cụ ngồi cụ nghe rất là thờ ơ, hóa ra là nghe rất là nghiêm túc, đặt những câu hỏi, đưa tay hỏi đàng hoàng. Đó là một bà già rất là giỏi. Ở đây thì chắc là nhiều lắm là 80, trên dưới 80 thôi. Thế mà ngồi không ai ghi chép để học. Năn nỉ biết mấy mà dường như đâu ai học được câu kinh Pháp Cú nào đâu. Chứng tỏ là mình dở hơn, phải không? Dở hơn người ta. Ngươi hãy tự nỗ lực, Như Lai chỉ thuyết dạy người thiền định tu tập thoát khỏi lưới ma quân. Các hành là vô thường, nhờ trí quán xét vậy sẽ nhàm chán thống khổ. Chính là đạo thanh tịnh. Thưa các vị, lần đầu tiên chúng ta có đại ý của hai bài kinh này. Là ý thứ nhất, đó là chi? Đó là
Giáo lý Đạo Phật dạy cho các vị phải quay về nương tựa chính các vị ạ. Tức là hãy nương tựa chính mình. Ý thứ nhất. Ý thứ hai là gì? Dùng năng lực trí tuệ để thấu đạt giáo lý Đạo Phật. Cái con đường của Đạo Phật, thưa các vị, là con đường của trí tuệ. Điều thứ hai, các vị đoạn khổ, các vị dứt tập nghiệp của ba cõi sáu đường, các vị cũng đi vào bằng con đường trí tuệ. Và hai cái phần này nó bổ sung cho nhau. Mình có được năng lực trí tuệ thì mình mới đoạn khổ được. Rồi mình có khả năng tự tin được, bằng không thì ta không thể tự tin, ta cứ hướng ngoại, ta tin bên ngoài thôi. Đó là đại ý của hai bài kinh Pháp Cú này. Ngươi hãy tự nỗ lực, Như Lai chỉ thuyết dạy người thiền định tu tập thoát khỏi lưới ma quân. Mình giải thích từ ngữ một chút. Điều thứ nhất là các vị nên hình dung là ma đây. Nó có ba bốn chủng loại. Ma phiền não, ma sinh tử, thiên ma, rồi cái gì ma nữa? Tử ma. Và bốn loại ma này nó tóm thâu các vị trong bàn tay, khó vượt thoát vô cùng, chỉ có một con đường vượt thoát. Đó là các vị quay vào tự thân các vị để vượt thoát, chứ không có con đường hướng ngoại. Ngay bây giờ mà ta không tu, ta đợi đến lúc mà mình hấp hối rồi nhờ quý thầy hộ niệm thì chuyện đó, thưa các vị, chừng như không có chắc ăn lắm đâu, phải không? Càng không chắc ăn nữa là lúc các vị nằm trong hòm, các vị nhờ cả nghìn thầy tới tụng kinh cũng bằng thừa. Là dù cho các vị có lắm tiền nhiều của, các vị nhờ rất là đông bằng hữu, hoặc là nhờ rất là nhiều truyền thống chứ không riêng Đạo Phật. Ví dụ như ta có hai chân trong hai nền giáo lý, Kitô cũng có ta, Phật giáo cũng có ta. Đám của mình để lại tới 10 ngày mới đưa đi thiêu. Ngày thứ nhất, nhờ các vị bên Kitô làm lễ cầu cho mình xin cõi trời. Ngày thứ hai, nhờ các thầy cầu xin về cực lạc. Ngày thứ ba, nếu có cảnh giới nào nữa, mình cũng nhờ một nhóm nữa tới cầu xin nữa. Mà các vị cầu thế chừng vài tháng thì thưa các vị, cũng không ai giúp được các vị đâu. Và thậm chí các vị mà có danh lớn trong cuộc đời này, các vị có nhiều đóng góp công ích cho nhân thế, tới lúc các vị chết rồi, người ta làm đình đám rất là quy mô. Người ta đưa cả hàng trăm chiếc xe diễu hành khắp cả đường phố bên xa, làm cho kẹt đường, kẹt xá, làm cho thiên hạ la làng đi. Thế nhưng mà cái nghiệp của các vị ác hay thiện do các vị tạo một đời, đưa các vị đi lên hoặc đi xuống, chứ không hề vì lý do là đưa các vị đi vòng quanh cái khu Đức Tô Sài Gòn mà các vị được siêu. Chắc như vậy thôi à. Mình đi mình biêu ríu chơi cho vui thôi, chứ còn phước nghiệp của mình phải tự tạo. Cho nên bài trên này lưu ý một điều là lưới ma bao trùm đời sống mọi người chúng ta. Tử ma là loại ma gần nhất. Các vị gần đến tử ma rồi chứ đâu có xa sắc chi. Thế mà chỉ có một con đường vượt thoát thôi, là các vị tự nỗ lực chứ không phải là ai nỗ lực giùm cả. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Bằng không thì ta cứ nghĩ rằng chắc rồi sẽ có nhiều người yểm trợ ta, nhưng mà không có phải như thế đâu. Cho nên ý rất là quan trọng ở đây, cái điểm nhấn mạnh là hãy tự nỗ lực. Đặc biệt là giáo lý Đạo Phật không hề có chuyện cầu xin, không có chuyện van xin ai hết, thậm chí van xin Phật cũng không có chuyện đó. Các vị tu tập, các vị hướng về Đức Phật, các vị chuyển hóa thân tâm của các vị, chứ không phải là các vị cầu xin thần linh, quỷ thần hay Bồ Tát, chư thiên gì giúp cho ta cả. Cái từ mà mình hay giải thích đó là giáo lý Đạo Phật không hề có chuyện ban ơn nha. Ngay những cái điều bình thường như là cầu Đức Phật gia hộ cho con, Đức Phật không có ban phước, phải không? Gia hộ là chi? Thêm vô thôi, giúp đỡ thôi. Cái đã có từ bên trong các vị, tức là cái nền phước, thiện nghiệp đã có trong các vị. Rồi cái năng lượng lành của các vị cộng hưởng, làm cho năng lượng lành bên ngoài đến với các vị yểm trợ thôi, chứ không có chuyện là ban cho các vị. Phước lành do các vị tự tạo, phiền não khổ đau do các vị tự chuyển hóa. Thế cho nên cái điều đầu là vượt tử ma.
Thưa đại chúng là các vị cũng phải tự tu, bằng không thì các vị không thể thoát được ma chết. Ma chết là cái hiện tượng tự nhiên. Đầu tiên ta nói đến tử ma đã. Đây là một loại hiện tượng tự nhiên chứ không phải là hiện tượng gì bên ngoài đến với các vị cả. Mình không thể tránh đi đâu thoát khỏi tử ma hết. Trước khi tử ma đến các vị, nếu các vị sống đời sống bình thường thì ma gì nó đến với các vị? Ma già, ma bệnh đến rồi. Và trên trần gian này ai thoát khỏi ma già? Không ai thoát khỏi cả. Dù ta cố gắng giữ gìn hình hài của chúng ta khỏe mạnh đến mấy, thế nhưng mà thưa các vị, mỗi một ngày đi qua thì cái già nó rượt đến với các vị một cách rất là nhẹ nhàng mà cũng rất là chắc chắn. Mình có cái bệnh trời cho đó là mình thứ nhất là sợ già, thứ hai là chi? Thứ hai cố quên, không dám đối diện với cái già. Và do vậy cho nên mình sợ chết vô cùng. Nếu bén nhạy, thưa các vị, cái già nó đến các vị từng ngày đó chứ. Các vị nhìn ngoài thiên nhiên mỗi năm bốn mùa thì các vị biết là ta cũng thay đổi như bốn mùa. Thi ca, nhà thơ, nhà văn thì họ cảm nghiệm về đất trời, về cái già nhạy hơn ta. Không biết thơ của ai, của Nguyễn Bính hay là của Tán Đà gì. Có cái bài thơ Lá bàn đó. Thu hoa trên những cành bàng đó. Của ai? Chừng như ở đây mấy bà cụ này không có viết thi ca gì đâu, quên hết. Thu đi trên những cành bàng, chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi. Hôm qua đã rụng một rồi, gì quên mất rồi. Thu đi trên những cành bàng, chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi. Hôm qua đã rụng một rồi. Để mình kiếm ra, mình nhớ, mình có ghi đây, đọc cho các vị nghe cho nó đàng hoàng. Để thấy thương thân phận của tuổi già. Mùa thu đang đến rồi đó. Thu ở đâu? Không phải thu đất trời đâu mà thu ở ngay đây. Ai mà có một sợi tóc bạc là mùa thu đang đến. Ai có một cái răng lung lay tức là mùa thu đã đến. Ai mà mỗi sáng thức dậy cảm thấy người nó nhức mỏi là mùa thu đang đến. Có điều mình chưa cảm nghiệm được cái già. Và cái bài thơ này nó rất là hay, mình mới đọc hồi sáng thôi cho nên không có thuộc. Cây bàng cuối thu. Thu đi trên những cành bàng, chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi. Hôm qua đã rụng một rồi, lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn. Hôm nay bỗng thấy tôi buồn, lìa cành theo gió lá luồn quả sông. Hai tay ôm lá vào lòng, tháng ơi chiếc lá cuối cùng là đây. Là hai câu cuối dễ thương là quạnh hiu như tấm thân này lại âm thầm sống những ngày gió mưa. Mùa thu ở đây thì thưa các vị, chừng như ta không thấy cái nét hiu hắt gì của nỗi buồn của tuổi già cả. Do vì Kali mùa thu rất đẹp, trời rất là trong và khí hậu nó dịu mát, nó không có gió mưa lất phất. Còn mùa thu ở đất nước Việt Nam thì thưa các vị, nó có cái nét buồn. Mùa thu đất nước Tàu cũng thế, cái nét nó tiêu sơ, nó làm cho người ta chạnh lòng. Mùa thu Đông Bắc Hoa Kỳ cũng vậy. Tôi nghĩ rằng nếu các vị có dịp đi qua miền Đông Hoa Kỳ, các vị thấy mùa thu nó làm cho người ta bồi hồi lắm. Lá vàng rực từ bên đây của biên giới Hoa Kỳ thẳng qua Canada, ngược lên mặt Bắc đều vàng rực cả rừng. Và nó vàng rất nhanh. Trong vòng 10 ngày thôi, một tuần thôi là vàng cả rừng bạc ngàn. Và khi gió qua rồi thì nó rụng không biết cơ mang nào mà nói. Và mình nhìn đất trời thì cảm nghiệm được cái nỗi hiu hắt của đời người. Cái già, cái chết nó đến chứ nó không có tránh đường nào cả. Chưa cần đi đến Đông Bắc Hoa Kỳ làm chi. Các vị nhìn vô đây thấy mùa thu rồi đây. Thu đi trên những cành vàng, mùa thu nó không đến với loài người tại vì con người quên, không nhớ, không sợ. Nhưng mà nhìn vào đất trời, thưa các vị, mùa thu nó đến cây cối nhại lắm. Cây đang xanh, chưa có một mảnh lá vàng nào cả, nhưng mà chớm thu rồi thì vài hôm thôi là lá vàng rực cả một rừng. Thu đi trên những cành vàng, chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi. Hôm qua đã rụng một rồi. Có khi các vị đã rụng một chiếc lá rồi mà các vị còn chưa sợ đó chứ. Còn một mình các vị còn
trơ vơ lại trong cuộc đời chứ mấy. Tôi nghĩ ở đây thì cũng có những người hai chiếc lá bàn lắc lư trên cành đã rụng một chiếc rồi, có phải vậy không? Thế mày còn chưa ngán đất trời chi? Hôm qua đã rụng mồm rồi, lá theo gió cuốn ra ngoài sân thôn. Ở đây thì không có cuốn ra sân thôn mà cuốn vô lò thiêu á. Một chiếc lá rụng rồi cuốn vô lò thiêu rồi mà chưa sợ. Hôm nay bỗng thấy tôi buồn. Đâu đã buồn chi đâu. Đời người thưa các vị rồi nó sẽ tới thôi. Lìa theo cánh gió lá luồn quả sông, hai tay ôm lá vào lòng. Than ôi chiếc lá cuối cùng là đấy. Khi chiếc lá bàng còn lại mà nó rơi thì con cái các vị nó ôm hình hài của người thân nó khóc liệm vô hồn rồi. Đây là lần cuối nó sờ trên chiếc lá bàng cũ kỹ nhăn nheo, nó khóc. Thế nhưng mà rồi nó cũng phải đưa vô lò thiêu thôi. Hai chiếc lá bàng đã rụng một rồi, còn một thì ngồi lắc lư ở chùa Quan Âm đây trong ngày đặng ra đi thôi. Thế mà chưa sợ. Mà mình nói một chút về đời sống như vậy để các vị cảm thấy là thân phận con người nó không khác gì chiếc lá đâu. Đất trời chuyển mùa, cây cối nó theo với thời tiết, nó thu mạch sống lại. Thì người già cũng thế thưa các vị, mùa thu đến thì ta chớm chớm rồi, cái mùa đông ta ngủ rồi. Ngủ vùi trong chiếc áo quan để họ đưa vào lò thiêu. Người già dễ ra đi vào mùa đông lắm. Và những người bệnh, thưa các vị, những cái giờ các vị dễ ra đi nhất là khoảng 3 tới 4 giờ. Giờ đó là cái giờ mà cái nhịp tim của các vị nó chậm, thật là chậm. Sức sống các vị nó xuống nó tận cùng. Cái sinh lực đời sống lúc đó là thu phục lại. Đó là cái điều, cái nhịp sinh học của cơ thể nó báo cho chúng ta biết chứ chẳng có chi lạ. Nếu mình biết được điều này, mình có thể làm một điều để tránh tình trạng xảy ra đó là đột quỵ, bị tai biến. Thức giấc vào nửa khuya, ngồi dậy nên ngồi một cách chậm chậm, từ từ, thong thả. Tại vì khi đang nằm, các vị ngồi dậy mà nhanh á, có thể nó bị xoay sẩm, rồi huyết áp cao, ra đi bất thần, có thể bị té chết. Cho nên chưa nói gì xa thưa các vị, với tuổi già các vị tu tập, các vị đầm thắm lại, dịu lại thì các vị có thể duy trì được tuổi thọ, các vị sống dài hơn được chút. Mình điều phục được thân thôi, tâm của mình nó dịu lại, nó lắng lại, nó chậm lại. Và cái nguyên tắc của đời sống là nó phải đi như thế. Nhịp tim của em bé thì nó nhịp rất nhanh, nhưng mà càng già nhịp nhanh như em bé thì sao? Chết. Phải không? Tuổi trẻ thì huyết khí nó đang hăng, nó có quyền giận, có quyền tức. Nhưng mà người già giận tức như thế thì sao? Tai biến là ngã cái đuổi là ra đi. Mọi việc nó đều tuân theo cái nguyên tắc của sự vận hành đời sống như vậy. Cho nên đến mức độ cạn là ta biết rằng tuổi già dễ ra đi vào mùa đông. Mùa đông nhiều người đi lắm. Cho nên mình biết vậy á, cẩn thận trong giấc ngủ là một. Mỗi lần mình thức, mình thong thả, chậm chậm khi ngồi dậy. Và bước đi cũng rất là cẩn trọng. Bằng không thì các vị vừa ở trong phòng ấm, các vị bước ra ngoài, hai cái ấm và lạnh nó xung đột nhau, thân của các vị không chịu được thì các vị ngã cái đuổi, các vị chết. Rất dễ. Đó là cái điều cạn nhất trong cuộc sống đời thường. Nếu mà ta không tu, ta không giữ gìn đó thì thưa các vị, mình tự chuốc họa cho mình, tự tìm cái chết cho mình trước. Có những bài học nó rất là giản dị là chúng ta có khi không có cơ hội nghe. Cái bài học này thưa các vị tôi nghe từ Hòa Thượng Từ Đàm, ông Từ Đàm muốn giải á. Ông nói người già phải nên cẩn trọng, đừng mở cửa vội vàng bước ra, mở cánh cửa rồi đứng bên cánh cửa thôi, hít thở năm ba hơi để cho khí lạnh ở ngoài trời nó thấm vào cơ thể, để cho cơ thể mình nó bắt nhịp được với cái lạnh. Rồi muốn tắm cũng không có mở nước tắm liền nữa, làm cái chi, phải lấy tay vốc nước dỗ vào người, từ dưới chân dỗ dần dần lên ngực lên vai rồi mới bắt đầu tắm. Chứ còn xả nước cái ào, có những người họ vô phòng tắm họ ngã luôn, họ đi luôn không đó, tại cơ thể các vị nó không có thể chịu đựng được cái tình trạng đột biến ngâm một hớp nước để cho cơ thể mình nó báo động với cái lạnh trước,
rồi làm cho cơ thể mình nó quen với cái lạnh dần dần. Nếu nước ấm cũng thế. Chứ mình đừng nghĩ là tôi tắm ở Mỹ này tắm nước ấm thôi thì có sợ chi, thưa không? Đó là cái cách các vị giữ gìn. Và trở lại cái chuyện của chúng ta, thưa các vị, chưa nói gì đến cái chuyện các loại ma khác, ngay tử ma thôi. Trước tử ma đó là ma già, ma bệnh nó đã đến với các vị rồi. Và cái quy luật tất nhiên cuộc đời là không ai vượt thoát được đâu. Dù cho các vị là những người có quyền uy, được bao nhiêu người nể trọng, hay là tôi ví dụ tự thân tôi đi. Tôi đi dạy học chừng 50 năm nữa, không biết sống dài tới chừng đó hay không, nhưng mình ví dụ thôi nha. 50 năm nữa, từng đợt người đến với mình, họ học Phật Pháp, rồi họ thương mến đạo, rồi họ cũng nhớ ơn tới ông thầy, thì các vị hình dung là tôi được bao nhiêu người thương mến? Hàng ngàn người. Thế nhưng mà khi tôi ngã cái đuổi tôi bệnh thì ai thay tôi bệnh? Thưa không ai thay cả. Chắc như vậy thôi. Không ai thay mình bệnh, và thậm chí là những lúc đó mình ăn uống khó khăn thì cũng không ai nuốt giùm mình một búng nước. Có phải vậy không? Rồi cái cơn đau nó quằn quại hình hài tôi thì ai chịu cho tôi? Cũng không ai chịu cho tôi cả. Ở Việt Nam cũng thế, trên đất Mỹ cũng thế. Các vị hình dung coi, thầy tôi là sư ông Trúc Lâm á, mới nghe quý thầy nói chuyện này. Và hôm trước tôi đã nghe một lần. Ông cụ luôn luôn có nhiều người thị giả theo hầu, tại vì năm nay ông cụ rất yếu. Thế mà một hôm ông cụ ngồi trên võng, cụ bước xuống, cụ nghe chó nó la, sau đó cụ bước xuống, cụ coi thử, hóa ra cụ dấp té đến nỗi là chảy máu trán, chảy máu đầu chi đó. Rồi chẳng ai buồn hay, cho tới lúc cụ ngồi dậy thì máu nó đã gần như khô rồi. Thì các vị hình dung là ông cụ đó là một bậc thầy được bao nhiêu tăng ni cung kính. Thế mà tới lúc cụ té thì cứ té thôi, chứ không có ai ở bên cạnh đó mà đỡ. Té cũng một đôi lần vậy rồi, thì các vị hình dung coi. Thân phận của chúng ta, con chúng ta nó bỏ chúng ta là chuyện thường. Rồi chúng ta bệnh, chúng ta điều hưu, giống như là lời thơ của Nguyễn Bính Thang này: quạnh hiu như tấm thân này, là âm thầm sống những ngày gió mưa. Ở đây thì các vị không sống những ngày gió mưa, nhưng mà sẽ tới lúc các vị quạnh hiu như tấm thân này, âm thầm sống những ngày ở trong nursing home á, là chuyện rất thường thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Thế thì bệnh ma, già ma, tử ma nó luôn đi đến, nó dí các vị. Chỉ có một con đường để vượt thoát thôi, đó là con đường chi? Con đường nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn, tự tu tập, tự trấn tĩnh mình, tự làm thanh tịnh thân tâm mình, tự làm phước nghiệp mình đủ dày. Phước nghiệp mà không đủ dày, thưa các vị chuẩn bị tươm tất mọi việc, nào hòm rương, nào người thân, nào chuẩn bị là tôi chết rồi thì đưa đám giùm tôi, bao nhiêu tiền tôi để đây, chôn chỗ nào, hoặc là rước bao nhiêu thầy tới tụng kinh. Nhưng mà thưa các vị, lúc đó khi các vị chết thì lại không chết ở nhà. Thế rồi người ta vứt xác vô trong cái chỗ mồ đó chẳng ai biết. Thì đừng có hòng nói cái chuyện là tôi chuẩn bị xong rồi tôi không sợ đâu. Không hề. Cuộc đời này nó luôn có những cái bất thường như thế. Phước cứu ta chứ không ai cứu ta cả. Sự tu tập của các vị tạo phước điền ngay bây giờ. Thế cho nên cái đầu tiên là tử ma cũng bằng con đường tu tập, tạo phước điền rất lành thiện để đến đi thông dong giữa nhân gian. Bằng không thì đi quanh quanh rồi, thưa các vị, cuối cùng ta là người gánh vác hình hài ta, chịu đựng và nỗi khổ của ta, tật bệnh của ta, cái già của ta, không ai giúp ta được đâu. Rồi cái thứ hai, nỗ lực để tự mình cứu được cái ma phiền não của mình. Phiền não các vị, không có thần linh nào thay các vị để làm cho vơi được hết. Ta buồn phiền, ta bất an, ta bất hạnh, thưa các vị, không có cầu thần linh nào cứu được mình đâu. Mà các vị phải là người chủ nhân của chính mình, cứu đời sống mình thôi. Thế cho nên thưa đại chúng là ma phiền não do các vị tự nỗ lực để loại trừ thôi. Thưa các vị, là phiền não là một loại tâm hành, nó dính liền với đời sống của các vị. Chừng như mình sinh ra với nỗi phiền não, nó lớn dần theo tháng ngày. Ngay bé mình đã biết thế nào là giận, thế nào là ganh tị, thế nào là buồn phiền rồi.
Và cái cạn nhất là cái tâm thức ganh tị nơi trái tim ta, thưa các vị, nó cũng lớn dần theo với tháng ngày. Chưa nói những phiền não sâu xa, cạn thôi. Cái rất là mong manh đó là sự ganh tị. Mà thử nhìn cái tới tuổi này mình cũng còn ganh tị chứ chưa phải hết đâu nha. Đừng nghĩ rằng lúc mình còn trẻ mình mới ganh tị cái chuyện đẹp hay xấu người chung quanh, tới tuổi già thế nhưng mà mình nhìn thấy cái bà kia cũng cùng tuổi với mình sao mà còn khỏe khoắn hơn, mặt ngoài còn phương phi hơn, là mình cũng cảm thấy có cái gì nó hơi cay đắng trong lòng rồi. Rồi nghe người ta khoe con người ta học bác sĩ kỹ sư thành công rầm rầm, còn con mình nó không học mấy cái ngành đó, nó kiếm tiền không có ra, mình cũng khó chịu ganh tị. Rồi cháu người ta sao mà họ nói chuyện về cháu họ sao nghe nó dễ thương lạ, thông minh vô cùng, còn cháu mình thì nó đần chịu không nổi, thì lòng mình cũng thấy cay đắng. Và chất ganh tị này nó rất là cạn trong những cái tầng phiền não nơi tâm thức các vị, chứ chưa nói chuyện sâu xa, nó gần vậy thôi. Và trong trong Ngụ Ngôn Thiền có câu chuyện hay lắm. Có vị hoàng đế kia, ông là một vị vua rất là tài năng về cái lĩnh vực khéo kích thích tâm thức ganh tị của quần thần để mở rộng biên giới, để làm cho quốc gia ông được hưng thịnh là một, nhiều người liều chết liều sống với ông là hai. Ví dụ như ông khích lệ vị tướng này đánh đâu thắng đấy, rồi ông kề tai ông nói vị tướng kia, ông nói cái tên đó đó nó rất là giỏi, nó khinh thường ngươi đó, ngươi mà có thông minh là ngươi làm sao hơn tên kia, nếu ngươi làm hơn được ta thưởng ngươi gấp 2 lần. Và cứ thế cho tới một hôm tình cờ hoàng đế nhà ta đi lạc vào địch quân, suýt chết, cái một tên tướng liều chết liều sống cứu được nhà vua ra, cứu được nhà vua ra thì cũng cái kiểu cũ, tức là cái cách làm cho tâm thức của người tùy tướng của mình ganh tị. Ông nói ngươi cứu được ta, ta sẽ thưởng công ngươi. Anh tướng kia nói như thưa bệ hạ, ngài vẫn còn giữ cái tính là nếu vị tướng tài kia có khả năng đóng góp được những cái điều gì cho bệ hạ thì bệ hạ thưởng gấp 2 lần, có phải vậy không? Nói đúng, nếu có một tên tướng nào mà nó cứu ta lần thứ hai như thế, hoặc là việc gì nó giúp cho ta thì ta sẽ thưởng nó gấp 2 lần so với ta thưởng cho nhà ngươi hôm nay. Cái ông tướng kia ông lóe một cái tia nhìn rất là độc ác với nhà vua, ông nói thế thì hạ thần xin một điều kiện thôi, bệ hạ thưởng cho hạ thần một điều thôi. Hỏi chứ khanh muốn thưởng điều gì? Anh đó nói tâu bệ hạ xin bệ hạ đâm thần đuôi một con mắt. Nhà vua ngạc nhiên nói tại sao đâm ngươi đuôi một con mắt? Anh nói vì bệ hạ thưởng công hạ thần bằng cách đâm đuôi một con mắt thì mai kia bệ hạ sẽ đâm đuôi cái tên kia 2 con mắt. Cái câu chuyện tức cười nhưng mà nó rất là, nó phản ánh rất là đúng tâm thức ganh tị của ta, thưa các vị. Tâm thức ganh tị của ta là sao? Cái sự ganh tị của các vị mà nó khởi lên trong trái tim của các vị thì nó đốt các vị chết trước, nó tàn phá các vị, nó hại các vị rồi. Thế nhưng mà ta đâu biết điều này, ta ôm nó khư khư vào lòng của chúng ta. Và kỳ thực không có gì mà nó vụng về, nó ngô nghê bằng cái chữ ganh tị cả. Mình thấy người ta thành công, mình tán trợ, mình khen ngợi, mình tùy hỷ, thì điều thứ nhất là lòng mình nó dịu, nó mát, nó mênh mông, nó dễ thương ra. Tại vì mình thấy người ta thành công mà mình vui theo, có nghĩa là mình lợi dụng cái sự thành công của người mà mình làm cho niềm vui trong trái tim mình nó tăng trưởng. Phải không? Tôi không có con. Thế nhưng mà tôi thấy người ta có con mà học hành thông minh, tôi rất là vui như con của tôi. Tôi thấy người ta thi đỗ đạt, tôi mừng giống như tôi được thi đỗ đạt. Rồi tôi thấy người ta giỏi, tôi cảm thấy rất là hài lòng chừng như tôi giỏi. Tôi thấy người ta có chùa cao Phật lớn, tôi rất là hoan hỷ, tôi nghĩ chùa đó là chùa tôi. Thế thì có mất gì của tôi không? Có mất gì đâu. Mà có lời không? Tính cái chuyện lời lỗ nhân gian thì tôi có lời đấy chứ, phải vậy không? Tức là tôi không bỏ tiền bỏ của, thế nhưng mà tôi tự nhiên thấy cái chùa đó là chùa của tôi, tự nhiên tôi vui ra phết, mà có khi không mất của, không mất tiền, không đổ công sức chi, nhưng mà lòng mình nó tràn đầy hỷ lạc. So với người các chùa kia chưa chắc gì họ hơn tôi. Tại vì các cái chùa thì lo âu, bận rộn, bất an, kiếm tiền, kiếm gạo hoặc thiếu nợ, có ai biết đâu. Thế nhưng mà tôi cứ hiên ngang tôi vô chùa đó, tôi thấy chùa lớn ghê nha, đẹp ghê, như cái chùa của tôi. Thế thì
người đó thông minh hay là ngu. Nếu ta nói cái từ chính xác, rất là thông minh. Thứ nhất là họ làm cho trái tim họ không có những cái nỗi niềm cay đắng. Họ tùy hỷ với người, hoan hỷ với tất cả những thiện sự của người, người đó cực thông minh thưa các vị. Còn cái người mà ganh tị thì sao? Xin bệ hạ đâm đuôi tôi một con mắt đi. Tình trạng của chúng ta là như thế. Khởi tâm ganh tị là ta tự đuôi mất một con mắt. Muốn cho người kia cũng hoạn họa, tai nạn, thấp thỏi và không có phước lực giống như chúng ta. Tâm của chúng ta nó tràn đầy sự ganh tị thì tự các vị đã giết các vị trước rồi. Cái câu chuyện nó rất là ý nghĩa. Thế thì thưa đại chúng, là cái bước cạn nhất trong những loại phiền não mà các vị loại trừ, tôi chưa nói sâu xa tham sân si đâu. Cái ganh tị là cái nó phù du trên trái tim của các vị. Thế nhưng mà nếu không có trí tuệ thì không đoạn trừ được. Nó chỉ đoạn trừ được bằng con đường trí tuệ là một. Con đường thứ hai là tự nỗ lực đoạn trừ. Chứ còn cái chất ganh tị này các vị không thể cứ niệm Phật hoài để các vị trấn ngự nó mà nó hết sự ganh tị. Phải dùng năng lực tuệ tri, năng lực quán chiếu đoạn trừ tâm ganh tị của ta thôi. Và cái điều rất hiển nhiên đó là khi tôi kể một câu chuyện, tôi giải thích thì các vị thấy rõ ràng là ta ôm tâm ganh tị thì ta vô cùng là vô lý. Phải vậy không? Ta thiệt thòi, ta tự sát, ta tự tàn phá mình. Còn nếu mình mở lòng ra, lòng mình thênh thang, mình vui với niềm vui của người, vui với thiện sự của người, vui với sự thành công của người, mình có mất chi đâu, chẳng tốn đồng xu nhất. Thế mà lòng mình tràn đầy hân hoan. Và khi các vị làm được điều này thì không hề, trên nhân gian này không hề ai ghét các vị cả. Người ta chia sẻ niềm vui, sự thành công của họ đến với các vị để các vị tán trợ. Còn nếu các vị lòng tràn đầy cay đắng thì người ta thành công, người ta không dám nói cho mình nghe đâu. Ta sợ, tại vì ta biết rằng cái tâm thức mình nó vô cùng là hẹp hòi. Cái chất ganh tị nó tràn đầy. Thế thì thưa đại chúng, là bước thứ hai, đối diện với ma phiền não. Cái tầng cạn nhất của ma phiền não đó là ma ganh tị trong tâm thức các vị. Các vị cũng phải loại trừ bằng năng lực tự tu, tự quán chiếu. Và nếu có một chút trí tuệ, chưa cần nhiều đâu, một chút thôi, chút le lói thôi. Mình chưa có trí tuệ, mình mượn trí tuệ của Phật mình xài thôi, chứ còn chưa khởi phát trí tuệ. Qua lời kinh Đức Thế Tôn dạy, mình biết rằng ganh tị là một loại tâm hành, nó tự sát, tự đốt cháy đời mình loại trừ nó rất là dễ. Thế thì chỉ có con đường tự nỗ lực là một, chỉ có con đường khởi phát năng lực trí tuệ là hai, mới đoạn trừ được phiền não nơi chính tự tâm của các vị. Và thưa đại chúng, là đó là điều thứ hai chúng ta nói về đoạn trừ phiền não. Tử ma, phiền não ma, rồi thiên ma. Thiên ma là ai vậy? Nó có nhiều loại. Thiên ma cõi dục, thiên ma cõi trời. Thiên ma cõi dục là cái chi? Ngàn vạn cái con đường trần thế này nó mở ra để nó mời gọi các vị đi lạc vào cái hướng của dục lạc thế trần nhiều lắm. Từ mắt các vị nhìn, từ tai các vị nghe, tức là âm thanh, màu sắc, mọi thứ nó đều có khả năng mời gọi các vị để các vị tàn phá đời sống các vị. Nó lung linh sắc màu. Và cái loại ma này nó không có dán cái nhãn hiệu thiên ma để cho các vị kinh sợ đâu. Mà cái nhãn hiệu của nó là gì? Casino. Nó là một loại thiên ma giữa nhân thế à. Hay vô cùng. Nó mở ra những chuyến xe đò, xe bus rất là dễ dàng để cho các vị lên. Nó vừa tham lam ma, nhưng mà tham lam ma ở trong các vị, còn này nó ở ngoài. Các vị thấy là màu sắc lung linh mời gọi. Và thưa đại chúng, là người ta đi lên trên Las Vegas, đi xe con, nhưng mà về về xe lớn, lên đó rồi có cái chi cũng bán, cả xe cũng bán luôn, nên về đi xe đò về. Đó là loại thiên ma ngay nhân giới. Chưa nói thiên ma cõi trời, thiên ma ngay nhân gian này thôi, các vị đâu có phân biệt được thế nào là thiên ma. Thế nhưng mà những loại nào nó dẫn mình đi vào con đường phá sản, nó tàn phá sức khỏe mình, tàn phá đời sống gia đình mình, đó là loại thiên ma. Và chánh pháp thì mình nếm rất là khó, nhưng mà ma thì mình đi vô rất là dễ. Tại sao vậy? Cái điều giản dị gần đó là, thưa các vị, những câu kinh này Phật dạy
Đó là các vị phải quay về tự thân, các vị nỗ lực là một, khởi phát năng lực trí tuệ của các vị là hai. Thì chúng ta cảm thấy như là những vấn đề này nó khó, tại vì bắt mình làm. Trong khi đó thì có người nào đó tuyên bố là các vị không cần tu bao nhiêu cả, các vị cứ ghi tên đi, là các vị đóng chút ít tiền gì đó, các người ta thọ ký cho các vị, ấn chứng cho các vị chứng được thánh này, chứng được quả kia. Mình cảm thấy ồ, chỉ chuyện này dễ làm à, tốn cần đó tiền rất là dễ. Rồi bỏ một mớ tiền nào đó người ta làm cho mình có thể vãng sinh chỗ nọ, sinh về chỗ kia, vân vân. Chuyện đó cũng dễ làm, chỉ cần đóng 1.000 đồng thôi, dán cái tên mình như chân đế của một cái bức tượng Phật nào đó, cái có phước đức vô lượng vô biên, cái mình ồ, cái này cũng dễ làm à, 1.000 đồng cũng không là bao nhiêu, mỗi tháng trích tiền già 50 đồng thì chắc 2 năm cũng được. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cái con đường hướng ngoại nó mời gọi chúng ta, nó dụ dẫn chúng ta dễ đi vô. Còn cái con đường hướng nội, tự làm khởi phát năng lực bên trong, soi sáng mình bằng ánh sáng chánh pháp thì nó rất là khó. Tại vì những điều nó rất là thực tiễn trong đời thường, nó không có cái vẻ huyền hoặc gì cả, nó không có mời gọi các vị. Thông thường con đường chánh pháp là con đường cực kỳ đơn giản, con đường quay lại tự thân các vị nó rất là thực tiễn. Hay nói một cách dễ hiểu, ví dụ thế này, hàng thiệt á, thì nó không cần quảng cáo đâu các vị, có phải vậy không? Gỗ tôi là gỗ thiệt thì tôi không cần nước sơn bên ngoài, tôi muốn để yên như thế, nó tự biểu lộ cái chất gỗ đẹp của nó thôi. Thế nhưng mà nếu gỗ không đẹp thì tôi rất là cần những cái nước sơn bên ngoài. Thì các vị hình dung coi là cảnh giới ma cũng thế, thiên ma cũng thế. Nó có những lớp sơn bóng bóng loáng bên ngoài, nó lừa gạt ta. Cho nên đi vào con đường ma thì đi dễ, mà đi vào con đường chánh pháp thì rất là khó, là như vậy. Và tử ma, phiền não ma, thiên ma, rồi còn cái ma gì nữa? Còn một ma cuối nữa thưa các vị, đó là ma sinh tử luân hồi. Thưa đại chúng, là cái con đường quanh quanh trong ba cõi nó rất là dài, không có đầu mối. Mình một kiếp luyện vào trần thế lanh quanh, mình không làm ăn cho nó khấm khá, tu nó chẳng tới đâu cả. Thì các vị bỏ hình hài này trong cái tình trạng là các vị chìm trong mê mờ. Chừng nào mình ra đi trong trạng thái làm chủ được thì các vị mới có hy vọng là đến đi nhân gian này theo ý mình. Còn mình chìm ngập trong hôn mê, trong đau nhức, trong quằn quại, trong u ám rồi ra đi thì thưa các vị, không có cái chuyện các vị trở lại theo ý của các vị được đâu. Các vị luyện đời mình theo cái dòng nghiệp nó đẩy các vị có khi lên trên thiên giới nếu có phước, còn vừa vừa thì ở cõi người, phước nghiệp không đủ thì thấp hơn cõi người. Và ba cõi sáu đường quanh đi lộn lại đi hoài không biết mỏi mệt là chi. Mình 90 hay là 100 tuổi lụm cụm không còn sức khỏe, mình đi từ đây ra chợ mình đi rất là mệt, thở hổn hà hổn hển. Nhưng mà con đường luân hồi nó mệt hơn như thế rất nhiều. Tại vì con đường trần thế này thì các vị đi một mình ngoài đường, có khi cảnh sát Mỹ nó còn thương tình nó đón cho đi. Nhưng mà con đường mênh mông nó cõi vô định thì các vị đi một mình theo nghiệp của các vị chứ không ai giúp được cả. Không có người thân nào giúp ta đâu, tùy theo nghiệp của ta. Ta đi mỏi mòn, Tổ Quy Sơn gọi là tam giới bồ bạc đó, ba cõi bò lết xuống lên rất là tội chứ không có phải thông dong gì đâu. Một kiếp ghé lại nhân gian này, nằm trong bụng mẹ, rồi ra giữa trần đời, học khóc học cười, nếm hương vị khổ đau trằn trọc, rồi tới tuổi già lụm cà lụm cụm có khi rất là cô đơn. Mà mình không có chán sợ con đường tử sinh, mình cứ nắm cái con đường tử sinh để đi loanh quanh hoài, thì các vị hình dung là ta đi hoài trong cõi tử sinh không có con đường ra. Các vị nhìn lại lòng mình thôi để hỏi là ta đã quyết lòng rời khỏi con đường tử sinh chưa, chứ đừng hỏi ai hết. Mình thấy mình mà còn dính mắc với của cải, với tài sản, với sự thương yêu ân ái giữa nhân gian, rồi dính mắc sâu hơn là các vị còn thấy thân là tôi, vui buồn là tôi, suy nghĩ là tôi. Cái tôi của các vị nó gắn liền với những cái bên ngoài và bên trong, thì biết là ta đang chọn con đường tử sinh đi lăn quanh đó.
Chừng nào các vị giác ngộ được, ngoài nhân gian này mọi thứ bên ngoài đều là phù du cả, không có đắm nhiễm đó. Rồi từ bên trong nữa là thân của ta là cái giả tạm mượn nó để sống vô cuộc đời. Buồn vui của ta vốn là cái đến và đi sinh diệt. Suy nghĩ của ta vốn bồng bềnh, không phải là ta. Mà ta là năng lực tuệ giác nhận biết những cái ấy đến đi. Ta là ánh sáng Phật chiếu diệu hiện tiền không sinh không diệt. Sống được với cái điều này thì các vị mới chấm dứt được con đường tử sinh. Bằng không thì không có đường nào vượt thoát cả. Thế cho nên câu đầu: ngươi hãy tự nỗ lực, Như Lai chỉ thuyết dạy, người thiền định tu tập thoát khỏi đuối ma quân. Mình lặp lại: Như Lai không hề là vị thần linh cứu vớt. Ngài chỉ con đường là các vị tự đi thôi, các vị tự nỗ lực thôi. Con đường chánh pháp mở ra, rồi các vị phải tự làm cho đời sống các vị dâng lên và tu tập để vượt thoát phiền não ma, sinh tử ma thôi. Chứ còn Như Lai không có bồng các vị để lên tòa sen, không có dùng cái năng lực của Như Lai giúp ai được cả. Mà Như Lai chỉ làm một điều, đó là mở ra con đường, dạy con đường chánh pháp. Tự ta phải nỗ lực, tự ta làm cho năng lực trí tuệ ta dâng lên, rồi ta thành đạt cái con đường an lạc. Đó là đại ý của cái bài kinh Pháp Cú đầu. Thưa đại chúng, là có lẽ hôm nay chúng ta phải nghỉ sớm á. Mình thấy là đám ở ngoài là đám đang đợi, cho nên chúng ta hồi hướng ngay ở đây để nhường lại không gian cho quý thầy An Vị Linh. Và trước khi hồi hướng á, mình nhắc lại một điều. Rồi các vị lần lượt lên ngồi đó hết, chứ không ai tránh được đâu. Chúng ta rồi lần lượt lên bàn đó mà ngồi cả. Cho nên may mắn thay là các vị còn thở vào thở ra, còn có hình hài, chưa đến độ tật bệnh. Một ngày nỗ lực tu, đó là phước lành vô cùng nó lớn đến với chúng ta. Nếu một ngày mà chúng ta thả trôi, chúng ta để cho phiền não, thì chúng ta tự chuốc họa cho đời sống mình. Và không ai giúp được ta cả. Mình đợi đến lúc mình lên ngồi đó rồi, ai giúp được. Cho nên thưa các vị là hãy trân quý mạng sống của chúng ta từng ngày. Và nếu các vị liễu ngộ được điều này, sợ vô thường á, thì các vị không thể bỏ một ngày cho cái buồn, cái giận, cái bất an nó tràn ngập nó thân tâm các vị. Một ngày đi qua trong cái đời sống rất là hân hoan và tạo bao nhiêu phước thiện để làm cái hậu sự cho mình là chắc ăn nhất. Chứ hậu sự chúng ta không thể trông chờ vào ai cả. Và cái điều chắc chắn đó, gần với mình vô cùng đó, là chúng ta đều sẽ lên bàn ngồi cả. Cho nên phải kinh sợ. Bằng không thì thưa đại chúng là chúng ta cứ thả trôi mình từng ngày, rồi phiền não nó đến, bất an nó đến. Và có những việc trong cuộc sống đời thường nó không đáng để chúng ta phiền muộn bất an, như cái giận, cái buồn, cái ganh tị, tâm thức nhỏ nhoi. Những cái này thưa các vị có khi nó vô cùng phi lý. Tại vì đời sống chúng ta đâu còn dài nữa đâu để mà ôm cái nỗi giận, nỗi buồn đối với bao người. Đời sống chúng ta đâu còn bao nhiêu ngày tháng giữa cuộc đời này đâu mà mình buông cuộc đời mình cho những cái phí phạm vô ích như thế. Cho nên thấy người rồi hãy lo cho mình. Hôm qua đã rụng một rồi, lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn. Còn một chiếc lá nó lắc lư trên cành rồi nó sẽ rụng nữa. Hoặc là ta rụng trước chiếc lá kia, hoặc là chiếc lá kia đã rụng. Thưa các vị, ở đây chúng ta đều đã nếm trải điều này. Và nếu chưa nếm trải thì sẽ nếm trải. Cho nên hãy lo lắng đi và cứu vớt cuộc đời mình, chứ không ai cứu vớt được đâu. Đó là đôi điều nhắc cuối cùng mà hôm nay xin dừng lại nơi đây. Cảm ơn các vị. Giờ xin mời chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo. Quý vị so bóp chân một tí trước khi đứng này.